Có một em khách hàng gọi điện: "Alo, chị ơi làm cho em một đĩa xôi hoa đậu nhé, để sáng mai em lấy sớm, em tham gia chương trình Tết xung vầy đấy. Chị đạo diễn luôn ý tưởng cho em với." "Úi, mà mai lấy sớm thì khó nhỉ." "Nhưng mà em đặt niềm tin vào chị thì chị phải làm chứ. Bắt đầu tiến hành nào, chuẩn bị ngâm gạo, ngâm đậu và xên đậu nào. Đậu thì phải đảo như thế này thì đậu mới ngon và không bị bén nè." Thế là hết buổi tối, bắt đầu đi đồ xôi. Đây, để một lỗ như thế này để cho hơi bốc lên được đều, xôi chín sẽ ngon và dẻo hơn này. Xôi một xanh lá. Rồi tiếp tục đi bắt hoa. Tết thì hoa gì nhỉ? Tất nhiên là hoa đào rồi, đặc trưng của miền Bắc đấy. Làm hoa đào thôi. Làm thế nào cho ấn tượng? Mà cũng phải đạt được cái giải gì đó chứ nhỉ? Loay hoay một lúc thì nghĩ ra kiểu. À, làm đề tài suối hoa đi. Nào bắt đầu nha. Gắn ở trên lò xôi trước này. Mà bắt hoa đậu nhìn tưởng dễ thật đấy, nhưng mà không hề dễ một tí nào. Phải tỉ mỉ cẩn thận thì mới ra được một bông hoa đẹp. Bắt hoa đậu phải bóp đậu mạnh tay hơn bắt hoa bằng kem đấy. Bắt xong một ổ xôi là cũng đau tay đấy. Rồi trang trí được ở trên ổ xôi rồi, giờ tiếp đến là gắn hoa ở trên thân ổ xôi. Làm cái này cũng phải cẩn thận, có làm hoa lại đi một nơi mà xôi một nơi đấy. Nhẹ nhàng cẩn thận để cho bông hoa nó gắn chặt vào ổ xôi. Đấy, phải quay rất là nhẹ nhàng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy các bạn. Chuẩn bị gắn xong hoa trên thân ổ xôi rồi. Bước đấy nó mới khó đấy. Không cẩn thận là nó rơi hoa ngay. Giờ đến việc gắn hoa ở phía dưới thôi. Cái này chỉ đơn giản. Học sinh lớp 1 cũng làm được. Mỗi tội là mình làm cho cẩn thận, có bông hoa nó bị bóp méo. Nhẹ nhàng tay. Làm phải gặp nhẹ nhàng nha. Sắp xong rồi. Tèn tèn tèn.